Chào bạn, chúng ta cùng nhau đánh giá về chiếc cạc màn hình Zotac. Một GTX 1005 1050 2GB OC là bản có thể ép sung Hay người ta hay gọi là bản Ti, Bản ép sung đằng sau 128 bit RAM 5 GTX 1050 2GB 5 bit 128 của Zotac. Sản phẩm còn được bảo hành đến năm Sản phẩm được bảo hành 40 tháng. Bắt đầu tính từ tháng 5 năm 2017. Vậy là sản phẩm này được bảo hành đến năm 2017. 2000... 2021 thoải mái các bạn GTX 1050 T của Zotac có hai fan vì vậy các bạn không lo nó chạy nó lắng làm gì cả và với các màn hình này các bạn hoàn toàn có thể chơi mượt mà các game ví dụ như GTA 5 PUBG với yêu cầu tối thiểu đó là CPU là i5 và RAM là 8 g Còn nếu các bạn chơi những game lọng như PUBG thì các bạn yêu cầu đó tối thiểu đó là chip CPU i5 và RAM các bạn tối thiểu là 8 gb lên 12 g càng tốt. Mình khuyến cáo các bạn lên 12 g càng tốt. GTX 750 Ti của Zotac có hai fan, vì vậy là chúng ta sẽ chạy rất mát, không lắng gì cả dòng dô tắc của dòng 2G 5 bit 128 của dô tắc ở đây đó là 1050 được bảo hành đến tận được bảo hành tận 4 năm vì vậy các bạn cứ thoải mái con gà mái mà dùng đi ạ và các bạn ở đây nó có một ưu điểm nữa đó là không có nguồn phụ đã không có nguồn phụ rồi lại còn hai fan vì vậy là cạc của chúng ta rất mát. ưu điểm cũng là nhược điểm của Zotac 1050. Đó là các bạn chỉ thấy có 3 cổng ăn chơi nhưng thành hai phân khúc. Đó là HDMI và DPI không có cổng AGP như này. Vì vậy muốn chạy cho các màn hình lời cổ các bạn bắt buộc phải có dây chuyển đổi từ DVI sang AGP, từ HDMI sang AGP. Zotac GTX 1050 2GB RAM 5 bit 128 hoàn toàn có thể chơi mượt mà những cái game GTA 5, PUBG của các bạn. Các bạn thông cảm mình phát ngôn tiếng Anh nó không chuẩn cộng với điều kiện là chơi game không giỏi. Cần mua hàng các bạn vui lòng truy cập web đó là low 2 vn đặt đơn mình sẽ ship code cho bạn hoặc liên hệ mình theo hai số điện thoại đó là 0906 010103 024 6683 6633 hoặc truy cập shop công nghệ low 2 ở trên Facebook đặt đơn mình sẽ ship code cho bạn yêu cầu tối thiểu của GTX 1050 2GB 5 bit 128 để các bạn chơi những game lọng đó là CPU tối thiểu là i3 i3 đầu 3, đầu 4, đầu 5, đầu 6, đầu 7, đầu 8 Đều ok hết RAM tối thiểu nó là 8GB Các bạn nhớ đây là tối thiểu Chúng ta không ghép cái này Với những cái đồ cổ Tôi đã có một video ghép à, Cạc 1050 với những cái đồ cổ để chơi game rồi Các bạn vui lòng trải nghiệm thực Khi các bạn ghép đồ Ở video đó Cảm ơn các bạn đã theo dõi video chúc các bạn sức khỏe và thành công cảm ơn các bạn